Em Lâm lại chào các bác nhá. Em Lâm lại lên test bóc một em siêu phẩm Hitachi Hikam, dòng full bit của dòng Hi. Hiện tại thì cái dòng này nó rất là nhiều các bác thích săn đón và cũng như là thích mua dùng. Bởi vì rất ít anh em thợ mua được con này, bởi vì thứ nhất là giá nó rất là đắt. Đấy là nói bằng thật với các bác là như vậy. Nếu mà đòi để nói về công nghệ trang bị trên người em nó thì gần như là các cái dòng điều hòa đều không thể bằng nó được, bởi vì là nó có cam quét và góc quét của nó sẽ rộng hơn. Và đặc biệt là con Hi này nó có chế độ căn chỉnh độ ẩm, tức là nó có chế độ gọi là cái gì nhỉ, giữ ẩm đấy, lôm la là như vậy. Thì bác nào đang quan tâm đến dòng Hi này thì alo em hai số điện thoại này 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Thì cả hai số này thì em đều dùng Zalo nhá. Để bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, nhà em thì chỉ bán những hàng đẹp, hàng chất. Đấy, quan điểm của em buôn bán nó là như vậy, chỉ bán những con đẹp và những con chất thôi. Đây, máy thì gần như là mới 100%. Đấy, nhà em cam kết các bác là không sơn bả ma tít, không đánh giấy giáp, không dùng hóa chất và không dùng những cái gì mà liên quan đến máy. Máy về như thế nào thì bán nguyên như vậy. Khẳng định với các bác là không rửa qua nước lá luôn. Em khẳng định với các bác luôn. Bởi vì đây là chất hàng cửa tiệm mà. Các bác nhìn cái ống đồng này, nhiều bác cứ đi mua cái 5 năm, trăm trăm sản xuất trên năm mà các bác chả quan trọng cái máy nó có đẹp hay không. Đấy, nên là nhiều bác đi mua máy và tức là những cái bác nào mà đi hỏi mua máy, cứ hỏi nó năm bao nhiêu thì người bác đi mua máy thì cả người bác bị bịp. Đi bọn em đi buôn máy thì bọn em không để ý cái lâm, quan trọng là cái chất máy. Các bác nhìn này, nó là đập hộp này, nó gần như là tức là máy là nó chưa chạy, tức là đây nó chưa ráp xốp này. Đây là các bác nhìn xốp zin nữa này, tức là nó chưa có vết băng quấn này. Ống đồng là mới 100% này. Đấy, chỉ cần nhìn thế này là biết cái máy mới hay không được. Cần gì phải xem nhiều, cùng lóng đẹp, dàn thẳng tắp, thế là ok. Đấy, con này thì full công nghệ rồi, auto lia dọn dàn, camera quét, nói chung là nó full vip rồi. Hai lái đảo độc lập, má đây, RASEL56F2, DAT 2016. Đấy, DAT 2016. Đấy, em nóng đây, em nóng đây. RASEL56F2. Đấy, trùng đầu trùng đít trùng đuôi, tem hàng cửa tiệm đây. Anh em thợ chỉ cần nhìn cái tem này là biết nó là tem hàng cửa tiệm rồi. Cho nên là anh em thợ không bao giờ dám bình luận là máy xấu hay máy đẹp, chỉ dám bảo là máy nó quá chất thôi. Đấy, còn đây là những cái vết bẩn băng dính là chưa tẩy rồi. Đấy, em cứ quay video, tranh thủ quay video trước xong rồi mới tẩy. Bởi vì tay chân mà làm nghề nó không thể sạch sẽ được các bác ạ. Quay xong thì sẽ lau chùi. Đấy, quá đẹp luôn. Con này thì thích hợp nhất cho phòng chạy tầm 25m2 trở xuống. Dòng Hi thì nó không có gì điều kiện ngoài ống đồng, cho nên có nhìn cái ống đồng cùng lóng này, nó chạy đến đây luôn. Đấy, thường thường mọi con nó chỉ chạy đến đoạn này thôi. Đó, là dừng lại, con Hi nó chạy vòng từ đây sang đây. Đấy, cho nên là nhiều bác cứ bảo là nhiều bác mua máy về em bảo là thợ bảo lốc không biết chạy, bảo không biết chạy vì thì có lạnh không, mà có lạnh nhưng mà không biết lốc chạy. Các bác hiểu là con Hi nó chạy cực kỳ êm luôn. Nhiều anh em thợ nếu như không kẹp dòng và không úp tai vào thì không hề biết tiếng lốc nó chạy luôn. Êm như vậy mà con Hi nó cực kỳ êm luôn, bởi vì dàn đồng rất nhiều. Nên là độ tản nhiệt nó rất là tốt luôn. Đặc biệt là thị trường Việt Nam, cái thời tiết nắng như thế này đấy, những cái dàn đồng mà nó dày này mà hai lớp này thì nó tản nhiệt cực kỳ tốt luôn. Cho nên là nắng 38-40 độ là vẫn không xi nhê gì. Đấy, bác nào kết chiếc này thì alo em nhé. Và em báo giá công khai luôn. Chiếc này thì em đang chào bán bác giá là 19.500.000. Đấy, 19.500.000 là bảo hành cho bác 1 năm, lối 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng đầu. Đấy, còn thì bác nào thích mua giá thợ thì giá là 18.500.000. Đấy, cũng báo giá công khai bác luôn. Giá này thì chưa bao gồm phí ship. Quần máy thì em sẵn điện 220 rồi thì không cần dùng qua đổi nguồn nữa. Nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, mua về sẵn là xài luôn, gắn luôn điện lưới mình luôn. Vì lốc này nó chịu điện áp lên 280V, cho nên là Việt Nam mình mà điện lên điện 240V thì cũng không xi nhê gì. Nên là không cần dùng qua đổi nguồn đâu. Mua thế sẵn thế là dùng thôi. Đấy, bao lấy thì alo em trước lại số này nhá. Đấy, hàng thì ship hàng toàn quốc. Đấy, con này thì khiển zin đi theo máy rồi. Dĩ nhiên máy thì phải khiển zin đi theo máy rồi. Full công nghệ rồi, có chế độ eco này, chế độ trí tuệ nhân tạo này, rồi thì tăng giảm nhiệt độ này, chỉnh ấm này. Con này có chế độ chỉnh ấm này, tức là giữ ấm này. Thích giữ nhiều hay giữ ít thì ấn nút bên này. Đấy, quá đẹp luôn. Em chào các bác nhá.